Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sa Gia dạ, dạ cho con ạ, dạ dạ, kính cảm ơn Sít Quang Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Tham Ma trên mạng Internet qua Pantalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ tinh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình tương ưng sanh dứt tá giá nikaya chương 1 tương ưng chư thiên phẩm cây lao bài 4 kinh bao nhiêu phải cắt đoạn các tí chiên đá xuất tăng buông bỏ và huân tu sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Và mở đầu chương trình, chúng con xin xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp định lễ tam bảo và chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Mạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Và tiếp tục chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Chúng tôi nhớ là chúng tôi commit và chúng tôi đã dẫn nhập xong rồi mà. Ồ, vậy là nãy giờ chưa commit hả? Thôi xin lỗi quý vị. Hôm nay chúng ta cũng học về giáo trình tương ưng bộ kinh. Và bài kinh hôm nay là bài kinh Cát Tí Chin Đát Xuất Tăng. Phải cắt đoạn bao nhiêu? Trong
trong bài kinh này, một vị chư thiên hỏi Đức Phật: phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc, vượt bao nhiêu trói buộc để được có danh xưng tỷ kheo vượt một lưu? Thì Đức Phật Ngài đã trả lời tóm tắt: cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, tu tập thêm năm pháp, vượt qua năm trói buộc để được có danh xưng tỷ kheo vượt một lưu. Và bài kinh này hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tây Nguyên vị giảng sư của ngày hôm nay thuyết giảng. Và bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lên thầy, chúng con thành kính tri ân thần tập tuệ siêu. Bài học hôm nay, kinh Tương Ưng Sanh Dứt Tán Như Ca Giá, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Cây Lao, bài 4, kinh bao nhiêu phải cắt đoạn, cắt tí chiên đá xuất tăng, buông bỏ và huân tu, chú thích dẫn nhập. Tu tập không chỉ để thành tựu mà còn để có khả năng từ bỏ. Điểm này không những thiết yếu đối với giai đoạn chuyển tiếp từ phàm sang thánh, mà ngay trong cuộc sống bình thường cũng vậy. Một hình ảnh một người vượt dòng nước lũ để đến bờ bên kia là một thí dụ sinh động về những gì cần tháo bỏ và những gì cần hàm dưỡng để có đủ điều kiện đáo biển ngàn. Mặc dù sự phân chia 10 kiết sử thành hai nhóm hạ phần và thượng phần được tìm thấy trong nhiều bài kinh, nhưng ở đây có hai động từ dị biệt là cắt đoạn, chiên đê đối với năm hạ phần và từ bỏ là chá hê, cho thấy hai mức độ khác nhau. Cắt đoạn với cái bất thiện và từ bỏ cái đối lập, còn lại tuy không tốt hơn nhưng vẫn còn mầm móng của sanh tử. Năm pháp cần huân tu ở đây là ngũ quyền hay ngũ căn, tức là năm nền tảng của sự tu tập nội tại là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Dù trong thiền chỉ Samatha hay thiền quán Vipassana thì năm pháp này cần phải phát triển đồng bộ. Nói cách khác là không thiếu cũng không dư. Năm pháp cần vượt qua là năm vướng mắc, Sangha là bản liệt kê ít khi được nêu ra trong những bài kinh khác trong Tăng Tạng, kinh văn. Nhân duyên ở Sawatthi đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: cắt tí chiên đê, cắt tí chá hê, phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, cắt tí chút tá ri pha quá dê, cắt tí sang gia chi gô, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc. Phích khu ô khá tin nô tí. Thế Tôn: banh chá chiên đê, banh chá chá hê, phải cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, banh chá chút tá ri pha quá dê, tu tập thêm năm pháp lực. Banh chá sang gia chi gô, vượt qua năm trói buộc. Phích khú ô khát tin nô tí quốc cha quốc chát ti tí, để có được danh xưng tỷ kheo vượt bậc lưu. Tích văn: chín đê là cắt đoạn, chá hê là từ bỏ, pha quá dê là tu tập, sang gia chi gô là trói buộc, ô khát tin nô tí là người vượt bậc lưu. Tích nghĩa: câu trả lời của Đức Phật chỉ là những con số. Đối với vị thiên thì như vậy là đủ dễ hiểu chân nghĩa của những ẩn số này tìm thấy trong sớ giải. Năm pháp cần phải đoạn tận là năm hạ phần kiết sử Olampha Giya Sam Yoyana, thân kiến là sự chấp ngã, là ta, là của ta đối với năm uẩn. Nghi hoặc là sự nghi ngờ đối với điều cần sát tính. Giới cấm thủ là chấp trì những điều thiếu lý tính. Dục ái là ái chấp với ngũ trần. Sân là bực bội với điều trái ý. Năm pháp cần phải từ bỏ là năm thượng phần kiết sử Uttamapha Giyasamyojana, ái sắc
là tham ái sắc là tham luyến với cảnh giới thiền sắc giới, ái vô sắc là tham luyến với cảnh giới thiền vô sắc giới, mạng là cái nhìn so đo giữa cá thể với cá thể, phóng dật là sự dao động của tâm, vô minh là cái nhìn bị ngăn che chưa tỏ rõ tứ đế. Năm pháp cần tu tập là ngũ quyền yên giá, tính quyền là nền tảng đức tin, tấn quyền là nền tảng nỗ lực, niệm quyền là nền tảng tỉnh thức, định quyền là nền tảng tập chú, tuệ quyền là nền tảng tri giác. Trong câu banh chá chú tá rí pha quá dê, chữ chú tá rí nghĩa là chá cộng với út tá rí, nên hiểu là thêm vào đó hay hơn thế nữa. Năm vướng mắc cần vượt qua là ái nhiễm rá gác sang gá, sân hận đô hát sang gá, si mê mô hát sang gá, ngã mạn má nát sang gá, và tà kiến là đít thí sang gá. Dịch giả Hòa Thượng Tích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, giờ đây thì chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài kinh vừa đọc. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sanh Khai giá. Giờ tôi để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn tổng giám, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Vị Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử đã xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Bhutan Phakkhavata Apiwadi Misawakato Phakkhavata Thamu Khamanama Sami Supatipanno Phật cầu tu sau và các sanh khổ khả năng mà mình chuẩn bị tử sinh mình tận tâm bổ ý tăng dương đức tăng bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo nguyện nhờ quay lực tăng bảo hàng giờ hồ đến chư tôn đức tăng đức tôn đức cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Như kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái phẩm chư thiên phải buông bỏ và quân tu. Thì nghe đọc qua kinh văn thì chúng ta thấy là một dãy số 5 năm. Thì dựa vào kinh văn thì chúng ta nghe qua chỉ là một cái phẩm chư thiên, thì một vị chư thiên hỏi, và phẩm này thì chúng ta sẽ được nghe những cái gì chư thiên hỏi về vấn đề cuộc đời này. Thì có thể nói rằng phẩm kê lao trong tương ưng chư thiên đó, thì ở đây chúng ta được nghe kinh văn nói đến cái số 5. Chỉ vị thiên tử này đứng trước mặt Thế Tôn hỏi, và Đức Thế Tôn mình nói thôi, cắt đoạn bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu, đây là một câu hỏi. Tu tập thêm bao nhiêu và vượt qua bao trở buộc để được danh sư tỳ kheo vượt bậc luôn, đó là cái vấn của chư thiên. Thì cũng vậy, Đức Phật ngài đáp lại, đáp đồng luôn, trực tiếp. Phải cắt đoạn năm, dạ, cắt đoạn năm, phải từ bỏ đến năm. Bây giờ, cái cắt bỏ năm ở đây, chúng ta được đọc nghe qua kinh văn, chúng ta thấy, có thể nói rằng là chúng sinh bị kiết sử, kiết là cột là trối đó, dạ. Và hay là sự nhấn chìm chúng sinh, cột trối chúng sinh và nhấn chìm chúng sinh ở trong sông mê bể khổ, ở trong dòng sinh tử đau khổ, nó cứ trói buộc chúng ta mãi. Mười kiết sử này không dễ dàng đoạn được, mà nếu như đoạn trừ thì là chúng ta bước vào dòng thánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cởi cái dây trói buộc, cởi cái chúng ta đã có thể dừng lại ở dòng nước, hay là chúng ta đã ngồi lội ngược được dòng nước đến một độ nào đó. Như chẳng hạn như bây giờ đối với cái vị Tú Đa Quân,
tức diệt trừ thân kiến ngoại nghi giới cấm thủ. Thường phần kiết sử này đấy đã diệt trừ. Cái thân kiến chúng ta cho đó là một chuyện hết sức là thường à. Quả thật, nếu hiểu trong kinh văn thì không phải là một chuyện đơn giản để người đó có thể từ bỏ cái thân kiến của mình. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chúng ta thấy không phải từ đơn giản từ bỏ cái thân kiến đâu. Bởi vì chúng sinh vốn là có một cái nói là kiến ngoại nghi giới cấm thủ, hạ phần kiết sử này chúng sinh phải lặn hợp lăn trôi, mà đâu dễ dàng mà có thể. Muốn đoạn là đoạn, bởi cho nên ai muốn nói chứng đắc gì, đầu chỉ nói một việc thôi, thân kiến của vị đó một cách chuẩn xác, một cách tốt đẹp chưa? Đây là một điều mà chúng ta thấy đâu có muốn nói là nói, độ trừ nó như thế nào, diệt tận nó như thế nào. Ở đây chúng ta không chấp dưới cái năm uẩn này, nó thường hằng, nó thường còn đối với chính mình, hay không còn nghi ngờ phân vân với tất cả mọi thứ. Chúng ta chấp ái, chấp ta rất là lớn rồi, rất lo sợ mình chết mình sẽ đi về đâu, mình sống mình phải như như thế này thế kia, bị người ta đụng một chút xíu, bị người ta nói một chút xíu là mình rất là bực bội, rất là khó chịu, vân vân. Thì cái đó chấp ngã của chính mình, và đó cũng chính là hễ khi nào còn chấp thủ đó thì vướng vào cái thân kiến rất lớn. Mà đặc biệt tức là chúng ta chấp vào năm uẩn này, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng hành uẩn này là của mình, nó sẽ đi từ đời này đến đời nọ, nó đi từ lúc này đến lúc kia. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng như thân xác này chúng sinh cứ chấp bình thường, chấp thường kiến, nghĩ rằng mình là con người, mai mốt mình chết mình cũng thành con người, không biết mình đời sau mình là con của ai, rồi mình ở trong địa vị nào, phải ra sao vân vân. Thì tất cả những cái điều đó là một cái thường kiến, hay là một cái chấp kiến của chúng ta nó rất là lớn. Rồi chúng ta ái chấp theo cái gì, cái danh vọng, cái địa vị, cái được khen được chê của chính mình, và từ chỗ đó nhưng mà chúng ta đau khổ, chính là chấp hữu, chấp ngã, chấp cái thân kiến, rồi chúng ta lại đến cái chấp hữu, chấp ngã nữa. Thì cho nên chúng ta rất là đau khổ vòng quanh trong cuộc đời, trong biển khổ này. Một con người nó phải dễ dàng mà nó tính là tính một cách xác suất, một cách tuyệt đối đâu, mà người ấy có sự hoài nghi. Nói đây, ngay cả chư tăng cùng với quý Phật tử còn phạm phu, chúng ta sẽ không bao giờ mà thắng đạt được hoài nghi. Bởi vì một cái mà cắt trừ cái hoài nghi của một vị tu đạo quần thì dầu bây giờ mà trời gầm cũng không bao giờ có nhìn thấy nhã được. Chứ bây giờ ở đây có một người nó bay lên, nó không trung mà cũng như là ta vận dụng thần thông, người ta hét lên hét xuống, người ta thể thị hiện, người ta làm cái biến hóa cái này biến hóa cái nọ, là chúng ta nói người ta là Phật, chúng ta chớ giới liền. Hay là họ tìm nhiều cách mà họ làm một cách phi thường thì chúng ta nghe thấy thì chúng ta giật mình. Nhưng hiểu biết Phật pháp thì đó có hay đó, một vị mà đoạn tận hạ phần kiết sử, thân kiến và nghi cấm thủ, chứng đắc tu đầu quần, thì vị ấy cũng không bao giờ tin người đó là một con người chứng đắc cả. Mà bởi vì phàm mà tu chứng thiền chỉ họ cũng có thể chứng thông được, mà chứng thần thông được nha, chỉ lậu tân thông họ chứng không được thôi nha. Chứ còn họ thể năm thông còn lại họ có thể hiện quá biến, có như xuyên tường xuyên núi, đi trên nước, vân vân, đi vào lửa, vân vân. Thì tất cả cái thiền chỉ nó cũng đã có rồi, mà thiền chỉ tức là chỉ phàm phu thôi. Hay là người ta nói rằng họ là Phật, họ tự xưng họ là Phật, đối với cái vị tu đồ quần biết rằng Đức Phật đã tịch diệt rồi, thì ngày hôm nay có Phật mà xuất hiện thì nghe nói như vậy là vị tu đồ quần không bao giờ tin.
hay là một người đệ tử có một chánh tri kiến chuẩn xác cũng không tin đó. Không tin. Bởi vì niềm tin, niềm tin Tam Bảo, niềm tin nghiệp, niềm tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng một cách, niềm tin Tam Bảo một cách chuẩn xác, một cách rõ ràng mà không bao giờ thay đổi. Họ không biết, họ nói rằng, mà họ biết rằng chúng sinh vốn tức là do nhân duyên, do nghiệp quả của chính mình, chứ không có một thần linh thượng đế hay có một sự gia trì, một cái sự truyền trao gì của ai cả, mà đó chính là chính chúng ta. Chính chúng ta là tự thân tự lực tới chính mình, tự mình thắp đốt lên mà đi, dựa trên những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta soi sáng, để chúng ta cất bước trên con đường tu tập, trên con đường coi như là đoạn khổ của chính mình. Chứ còn không ai mà có thể giúp cho ta, không có truyền trao cho ta được mà để cái mà cái giác ngộ đó để chúng ta chứng đắc, mà chính chúng ta phải đi trên con đường tu tập và thực hành ba la mật độ để chúng ta thành tựu kết quả hay là mục đích lý tưởng giải thoát. Người đệ tử luôn luôn có một sự chấp thủ rất lớn, chấp thủ mà cái chấp thủ đó có đôi khi nó không đúng cũng chấp, bởi vì sao? Một chuyện bình thường có những chuyện chẳng hạn như bây giờ giới, như cái giữ giới đó, nhưng điều mà cũng rơi vào cái chấp thủ, họ phải đặt định cái giới phải giữ như thế này, phải giữ như thế kia, hay là chúng ta không nên làm cái điều này làm cái điều nọ, là trời thưởng trời phạt, hay là có sự nguy hiểm đến như thế này hay có sự nguy hiểm đến như thế kia, thì cái mà chúng ta, cái giới cấm thủ của chúng ta nó sẽ mang tới cho ta, nhiều khi chúng ta phải nói rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không có chữ rõ ràng, rồi chúng ta tin theo bối toán sao hạn, rồi từ cho chúng ta sợ, và từ chỗ đó thí dụ bây giờ nó riết thành cái giới cấm thủ, cũng như là một năm 14, 23 không có được làm chuyện gì hết, hay là họ tin theo chẳng hạn như cái thường kiến, họ tin theo chẳng hạn như là 8 nương, cứ như là 3, 7, 13, 18, 23, 27 vân vân, thì ở đó chính là chúng ta đã có một cái tà kiến, mà không khéo cái tà kiến này nó dẫn chúng ta đến một cái giới cấm thủ chấp nữa. Bây giờ không được, ngày 3 là không được, ngày 5 không được, như vậy là kỵ, như vậy là không nên. Nhưng sự thật ra chỉ chúng ta chấp như vậy, chúng ta với Trung Quốc ở Trung Quốc này, với ở Việt Nam này chấp gì chứ, người ta đâu ở chỗ khác, người ta đâu có chết, người ta đâu có khổ. Có một số người họ vào đầu tiên thì nó hỏi mình: sư ơi cho con ngài cất nhà, sư ơi cho con ngài khai trương, sư ơi cho con cái này cái kia. Thì kính thưa quý vị, nhiều khi nó còn hơi một mặt, hơi thông quê đó, chúng tôi cũng chịu khó, chúng tôi cũng ráng cũng nói cho họ nghe, rồi chúng tôi nói thôi bây giờ cứ thuận tiện ngày nào lập cái ngày đó đi, rồi bây giờ đó cất nhà, tuổi năm nay con tụi con tuổi không được, bây giờ sư cố gắng sư coi tuổi giùm cho con. Thì chúng tôi cũng nói coi như điều thôi, nói đâu kẹt nói xui vậy chứ mình có làm quan làm vua gì đâu, thôi cứ ngày nào mà mình cứ có cái nhà che mưa che nắng mà thôi, đừng có suy nghĩ cái điều đó, cứ về cứ thắp hương coi như là thắp nhang về cúng bái gì chút xíu rồi làm đi. Thì kính thưa quý vị, nhiều khi chúng tôi phải nói như vậy để trợ giúp cho chính họ, chứ bây giờ nói xui, họ cứ chấp thủ vô cái chuyện xui hoài, nó giới cấm thủ của chính họ chết, họ cứ chấp giữ gì họ rất sợ, họ nói thôi thà là coi như là tin còn không tin đi, chứ không là nguy hiểm đó. Thì đó là những cái mà họ chấp thủ, họ giới cấm thủ đó một cách tức là bị từ ngày xưa tới bây giờ nó mang tới. Và kính thưa quý vị, ở đây chính chúng ta thấy những con người chấp thủ như vậy thì làm sao mà có thể soi sáng, làm sao có thể tốt đẹp được. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh một chút xíu, chúng ta sẽ thấy tất cả do cái nghiệp duyên của chính mình hết, chứ không do ai hết.
rồi chúng ta là một người đệ tử. Kính thưa quý vị, cho nên chúng tôi nói lại một cái hoài nghi chút xíu nữa. Chúng ta làm sao mà chúng ta chuyển hóa, chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình thử mình suy nghĩ coi, nếu đạo, nếu là sự phát triển của đạo pháp, nếu là sự tồn tại tồn vong của Phật pháp, bây giờ xin chúng ta một miếng máu, xin chúng ta một cái ngón tay, xin chúng ta một cánh tay, xin chúng ta một phần thể xác này, chúng ta có dám cho không? Hay ngay cả chúng ta nghĩ rằng mình phải hy sinh cả tánh mạng của mình để bảo tồn Phật pháp. Nói như vậy là không phải sự khủng bố, nhưng mình cứ suy nghĩ rằng mình dám không? Mà trong một cái sự sáng suốt, trong một sự tốt đẹp, thì dầu cho cái khổ cực đến như thế nào, nó khó khăn như đó đến thế kia, chúng ta cũng biết rằng do chính mình, do chính cái nghiệp duyên nghiệp quả của chính mình mà chúng ta đối diện. Như thế thì quả chăng chúng ta có một cái, có một phương, có một lối về. Chứ còn nếu như chúng ta kiểu mà cứ như là hãy tin đi như, như tin bao lần, rồi chúng ta vì một lý do của tình cảm, vì lý do của vợ chồng con cái ở chúng ta thôi, phải hùa theo. Mà thí dụ như gặp ở bên đạo, bên đạo tới bên Thiên Chúa, người ta bắt thí dụ như là nếu như trai mà lấy vợ mà người ta là bên đạo, phải theo đạo, chồng ở bên đạo, vợ là Phật giáo, phải bỏ Phật mà đi theo, thì chúng ta thấy những cái điều này nó rất là lạ. Mà đó nó thôi kệ, đạo nào cũng giữ, rốt cuộc người ta nói yếu xìu, nó thôi là giữ nào đạo nào cũng được thôi, cứ như mình có trong lòng được rồi. Cái đó chẳng qua chúng ta bằng một cái tinh thần hết sức là yếu đuối. Mà chúng ta là những người, nếu là những người cha mẹ của những người con cái, chúng ta cũng nên giáo dục chỗ này. Chúng ta phải nhớ rằng chỉ dẫn cho nó, nếu như tự con đã quy y, con đã tin tưởng Phật pháp, thì không gì có thể chia rẽ, chia cũng được, chia cắt không được. Hệ hình cái bóng Phật nó nằm ở trong lòng con, vân vân. Thì cái đó nó một sự tiến hóa tốt đẹp, chứ còn không là chúng ta hết sức là nguy hiểm. Thì cái thưa quý vị, cái kiết sử này nó sẽ luôn luôn nó cối trối, cột trối cho chúng ta, mà chúng ta không dễ dàng có thể vượt qua được. Mà ở đây chúng ta thấy cần phải động trừ, cắt trừ năm, rồi tới dục ái và sân cũng vậy. Chúng ta làm sao cho nó giảm nhẹ được? Một cái người thánh thì người ta không thể nào mà cái hành động của người ta, cái sân nó còn nhẹ, cái ái nó còn nhẹ, cái ái này không đưa đến, không đưa đến đến tử sanh, cái sân này không đưa gây đến chúng sinh đau khổ chết chóc, là từ cái nghiệp ác nghiệp khổ đó mà họ đưa đến họ phải đọa địa ngục. Nói chung là vị mà đoạn được năm hay là buông bỏ năm đó, diệt trừ năm đó, thì vị ấy là một vị thánh tu đầu quần, sẽ không lọt vào địa ngục, sẽ không rơi vào địa ngục. Năm hạ phần kỹ sử này, cái tham cái sân đó đã được xem như là vị ấy còn vướng mắc. Đến một đoạn thứ hai nữa là vị ấy giảm nhẹ, ngay cả giảm nhẹ luôn để chứng đắc Tư Đà Hàm. Và kính thưa quý vị, cái hạng thứ ba ngoại trừ A-na-hàm thôi, cuối cùng mới là diệt cái dục. Thì ở đây xin lỗi, cái vị tứ đạo mới là diệt dục hết, còn ái sắc, ái vô sắc, mạng nghi, vân vân, vị ấy vượt qua. Nhưng điều mà cuối cùng cái dục thì cuối cùng vị A-na-hàm mới diệt trừ. Diệt trừ khi tâm khởi sanh tâm tứ đạo, tâm tứ đạo khởi sanh thì mới cắt trừ tất cả. Thì những cái đó kiết sử được đoạn tận. Thì cũng vậy đó, chúng ta hồi nãy bên đã bị ấy hỏi rằng rồi cắt trừ năm, tu tập năm, và năm tức là năm, tức là ngũ căn hay là ngũ lực. Nếu như chúng ta có sự, nếu như không được cái sự hỗ trợ, không được một cái sự bổ khuyết, thì chắc chắn rằng cắt trừ này và phải từ bỏ năm, và từ bỏ năm cái hạ phần kiết sử này, cắt đến năm, phải từ bỏ đến năm và tu tập thêm năm đó. Và tu tập thêm năm đó chính là sự tu tập của tánh tấn niệm định tuệ. Nếu như một người mà không có thành tựu, không, đây là cái nền tảng của Bodhipakkhya để khởi sanh lên cái sự tu tập, nó đưa đến tốt đẹp. Nếu như chúng ta
không có sự tu tập. Thì chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Bởi giờ sau, nếu như muốn thành tựu được, đạt được, diệt trừ được năm hạ phần kiết sử mà từ bỏ năm thượng phần kiết sử, mà không có tính tấn niệm định tuệ lực xuất hiện thì không thể nào. Cái sức mạnh của tâm tu tập hay sức mạnh của pháp mà nó trợ đạo cho chúng ta, để trợ giúp cho chúng ta để chấm dứt sinh tử khổ đau, nếu như chúng ta không có năm cái sức mạnh này thì không thể nào cắt trừ được. Còn chúng ta thấy cái thượng phần kiết sử mà từ bỏ năm đó, từ bỏ năm á, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, chúng ta không dễ dàng từ bỏ ái sắc luôn. Ái sắc, ái vô sắc, khi mà tu chứng đạt được các cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì cảm giác và kết quả và cái thiền lạc của nó lớn và nó mạnh mẽ vô cùng. Thì cái cảnh giới đó, chúng ta đi trong cái cảnh giới đó nó cũng đủ muốn là coi như là một thời gian dài rồi, và chúng ta chỉ biết được cái cảm giác được thiền lạc đó nó đến với mình, hay là cái thiền sắc giới đó chứ đừng nói chi là thiền vô sắc giới, nó lại càng cao thì nó càng vi tế, nhưng cũng vẫn còn khát ái, vẫn còn bị cái lưới ái nó bao phủ, nó cột trói. Mà chính chúng ta đã từng ra vào ở cái cõi giới này, cõi giới của sắc giới và của vô sắc giới, chúng ta đã đi vào nhưng chúng ta chưa có từ bỏ được thôi. Khi chúng ta đã đi vào rồi, tức là từ bỏ ở đây, tức là chúng ta mặc dù chưa diệt trừ một cách tuyệt đối, nhưng nó làm cho chúng ta không thể thấu rõ được, không thể xác từ, không thể để tu tập được tốt đẹp. Bởi cho nên chúng ta thấy khi tu tập là một vị tu đạo quần rồi đó, như điều mà vị ấy phải có một sự tiến tu mạnh liệt lắm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng như mình vừa tu mà mình vừa không tu, rồi mình nghĩ thôi mình chứng đắc tu đạo quần rồi mình có thể đi vòng quanh mình không bị đọa địa ngục. Chứ sự thật ra cái người mà chứng đắc ra coi như là hạ phần kiết sử thì người ấy cố gắng nhanh chóng để thành tựu thượng phần kiết sử, diệt trừ thượng phần kiết sử. Cho nên chúng ta biết là nó là như thế đó, chứ không phải là mình tu cái lơ mơ là mà chúng ta có một cái sự suy nghĩ đơn giản như vậy đâu. Cho nên khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta mới thấy được một cái sự vi diệu, một cái sự đặc biệt, một cái sự thâm sâu. Rồi kính thưa quý vị, ở trong cái tinh thần tu á, như chúng ta thấy ở bốn niệm xứ cũng vậy, ở kinh tứ niệm xứ thì cũng yêu cầu chúng ta phải đoạn trừ cái kiết sử này. Chúng ta nhớ có đọc lâu rồi cái chỗ mà ở trong kinh mà chúng ta nhớ bữa hôm chúng ta vừa học cái trung bộ kinh á, cái chỗ mà Đức Phật ngài nói cho ma luân ký giá bút tá đó phải nhớ năm hạ phần kiết sử. Ví dụ như con nít, hạ phần kiết sử, nó ví dụ như con nít đang nằm ngủ thì nó ngây thơ đang nằm ngủ, nhưng nó có hạ phần kiết sử, nó có thân kiến, đó chính là ngủ ngầm tiềm tàng trong nó. Và cũng vậy, con nít tuy là nó nhỏ đó, nhưng điều mà nó cũng có cái sự tiềm miên, cái nghi ngờ nó tìm nằm sâu trong đó. Và cũng vậy, cái giới cấm thủ nó cũng nằm sâu trong đó, cái dục tham của nó cũng nằm tiềm tàng trong đó, và ngay cả luôn cái sân tiềm miên nó tiềm tàng trong đó, và dục cũng vậy, nó cũng tiềm tàng trong đó. Khi chúng ta tu á, chúng ta chưa thấy, cũng như ngồi thiền không có dễ dàng đâu. Ngồi thì dễ, thở ra thở vô cũng rất là dễ, nhưng để mà tâm nó định, tâm mà có chánh niệm, hay tâm giữ lại một chỗ, hay tâm định, hoặc là có cái chánh niệm
mà ghi liên tục như vậy không phải là dễ, nhưng cái đó phải có một sự tu tập, phải có một cái sự huấn luyện, phải có một sự quân công, sự điều phục tâm mình. Cũng vậy, năm hạ phần kiết sử này phải được cái sự từ bỏ, mà chúng ta từ bỏ được cái ái sắc, ái vô sắc, chúng ta từ bỏ được ngã mạn, không có so đo, rồi chúng ta không bị dao động đối với các cảnh, đối với tâm của mình, và không có bị vô minh, chúng ta không có bị che khuất, không bị ngăn che, mà chúng ta để chúng ta không có thấy, không có vượt qua ra được cái lưới ái hay là cái lưới hay cái màn đen, mà nó cứ đội suốt mãi chúng ta trong luân hồi. Thì kính thưa quý vị, người ấy hỏi tức là phải cắt đoạn, phải cắt đến năm, phải từ bỏ năm. Rồi ở đây thêm nó cái được phải tu tập thêm năm pháp lực. Đức Phật hành trại dạy trả lời phải tu tập thêm năm pháp lực. Tu tập thêm bao nhiêu vượt qua trói buộc đó, tức là nếu như không có cái năm cái lực này, tính tấn niệm định tuệ lực, thì chúng ta không thể nào cái sức mạnh này hay là cái khả năng này nó mới có thể vượt qua được. Một cái niềm tin chuẩn khi mà đã gọi là Banyap Sathapalat, nếu như tính lực trong ngũ lực mà Bodhipakkhiya nó làm cái niềm tin chuẩn xác, tốt đẹp, tỉnh tính một cách hoàn toàn, nó còn cao cả hơn là một cái thân kiến ở trong giới cấm thủ đó. Bởi vì ấy đã thành tựu khi tu tập cái này, mà tu tập tốt đẹp, mà vì thành tựu được năm lực này rồi, thì chắc chắn rằng năm lực này nó sẽ là làm nền tảng để cho tuệ sanh, làm tảng cho niệm sanh khởi, cho định sanh khởi, và cho tuệ giải thoát xuất hiện. Nếu như không có cái năng lực này là một cái sức mạnh, thì các pháp như là thất giác chi hay là bát chánh đạo hoặc là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, nó sẽ không có thể nào mà mạnh mẽ tiến hóa được. Và nhờ cái tính tấn niệm định tuệ lực này mà nó ứng với, chẳng hạn như chúng ta thấy nó 8 cũng được, nó 5 cũng được, nó cũng được, nó 7 cũng được. Dạ. Thì làm sao mà trong 37 pháp trợ đạo Bồ Đề này mà vị ấy tiến tu, thì tu tập thêm năm lực này nữa, thì rồi hỏi chứ vượt bao nhiêu, vượt tu tập thêm năm chính là vượt năm lực và vượt qua cái trói buộc. Dạ. Thì trói buộc ở đây chính chúng ta thấy nãy, như vừa chúng ta đã vừa nghe đọc kinh văn đó, cái thủ căn ngũ lực đó, khi dù thiền quán hay thiền chỉ, mà chúng ta phải có một cái tu tập nó tiến hóa một cách tốt đẹp. Và làm sao chúng ta không bị vướng mắc. Dạ, không bị vướng mắc. Vướng mắc ở đây đó chính là chúng ta có thể bị ái nhiễm, bị sân hận, bị si mê, bị ngã mạn, bị tà kiến. Nó có dễ vậy. Cái sự vướng mắc này mà chúng sinh trầm luân sanh tử lăn trôi bao đời nay không thể nào ra được, đó chính là mình bị nhiễm, cũng như là cái chất độc nó quá nặng không thể cứu, mà muốn cứu thì không có thuốc nào hết, mà tự mình phải bỏ, tự mình phải tu tập, tự mình phải tu tập đúng đắn và diệt trừ năm, buông bỏ năm, thì chúng ta không còn bị vướng mắc nữa. Chứ nếu như chúng ta còn cứ tà thì không thể nào mà chúng ta có thể vượt qua được cái sự vướng mắc này. Và cũng vậy đó, chúng ta thấy tham sân mạng ngã mạn, si mê và tà kiến, thế nó có một sự đồng nhất, nhưng quả thực nói chung đó là những cái phiền não khởi sanh trong tâm ta. Mà nếu như cái này có mặt thì cái kia nó sẽ có mặt,
thí dụ như bây giờ suy phần có mặt, mà nếu chúng ta chưa đoạn trừ một cách tốt đẹp của tham ái, thì si này nó làm nền tảng để tham ái khởi sanh. Nếu chúng ta chưa đoạn trừ sân một cách tuyệt đối, một cách tốt đẹp, thì si này nó sẽ làm gốc, làm che khuất cái tâm của chúng ta, mà chúng ta gọi là cái căn gốc của nó. Dạ, si nó là một cái pháp bất thiện, hết sức nguy hiểm, mà chúng ta thấy vô minh. Si này chính là vô minh. Mà vô minh có mặt ở bất cứ nơi nào thì bóng tối phiền não sẽ rất là nhiều, sẽ rất là mạnh mẽ ở nơi đó. Chúng ta tu tập cái bài này chỉ là một sự vấn đáp. Đó, bỏ từ bỏ năm, vượt qua năm, hay buông bỏ năm, cắt trừ năm, tu tập thêm. Và như thế thì vị ấy được cái danh xưng, được cái sự ca tụng, được cái sự khen ngợi, được cái sự tán tụng là một vị tỷ kheo vượt bậc lưu, hay là một vị tỷ kheo đã bỏ lại sau lưng những gì cần phải bỏ, đã vượt qua được những cái dòng thác lũ, hay là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn một cái đời sống khác. Tức là vị ấy đã diệt trừ mà tu tập một cách viên mãn. Đã thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta thấy. Khi nghe đọc qua kinh văn, thấy là như vậy, nghe là như vậy. Nhưng cả một cái đúc kết trong ba la mật độ từ vô lượng kiếp, chứ không phải là dễ dàng từ bỏ. Cho nên khi chúng ta nghe nói có một Phật nào, có một ông nào mà xuất hiện ra trên cuộc đời này, tự xưng mình là Phật, tự cho mình là chứng thánh, chứng đắc, đừng có vội tin, đừng có xác chứng, xác tính là chúng ta tin, chúng ta nghe liền. Ngày hôm nay là tu tập rồi, có một số người còn xác chứng, người này chứng đắc coi như là tu đầu quờ, người kia chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, người này chứng đắc sơ nhị tam tứ quả, vân vân. Thì đó là một cái sự hàm hồ mà theo chúng tôi nghĩ là vị ấy nói mà một cách không có cẩn trọng, dựa trên những lời dạy của Phật. Khi chúng ta chứng tu đầu quờ thì người chứng tu đầu quờ mới hiểu được, ít nhất là, hoặc là người chứng tư đà hàm mới hiểu được vị tu đầu quần, vị chứng a la hàm mới hiểu được vị tư đà hàm và tu đầu quần, và vị chứng a la hán thì mới hiểu được vị tu đầu quần tư đà a la hàm, người ta mới hiểu thấu được. Chứ còn chưa có chứng cái gì thì chúng ta cũng có thể xác định được, có thể phong tặng, có thể ban chức cho người ta như thế này như thế nọ, thì cái đó chẳng qua là chúng ta coi chừng, đó là một sự lừa bệnh, đó là một sự lừa bịp. Lừa bịp trong sự tu tập để cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn, để cho chúng ta cảm thấy vừa lòng. Chứ sự thật ra buông ra rồi thì phiền não nó cũng khởi lên, nó nổi trôi lên, thì đó chính là chúng ta còn phiền não. Không dễ dàng mà chứng đắc thắng, hay không dễ dàng mà cắt trừ hay buông bỏ đâu. Không dễ dàng mà chúng ta phải tu tập rất là nhiều. Chúng ta tu tập phải nói rất là nhiều mới chúng ta mới gọi là mới chín, mới là chúng ta mới cắt trừ được, cắt đoạn được và phải tư bỏ được. Dạ. Thì kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa tập thể quý vị, xin qua đôi điều trình bày như vậy cần cái sự thảo luận của chư tăng, bởi vì hôm nay là cái đề tài của thượng phần và hạ phần kiết sử này, năm hạ phần năm thượng phần kiết sử này, thì đó là một cái điều mà chúng ta đã được nghe nhiều, nhưng điều mà cũng cần cái sự thảo luận của chư tăng để cho tất cả sẽ được ôn lại và lòng thông hơn nữa. Dạ, xin chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời kính dân phục phước hành đức trời đất thích từ đại thiên vương, các vị chư thần chư thiên hộ pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Vũ Đức, ở tại chùa Quảng Nghiêm, mong các ngài được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, cùng tất cả chúng sinh ở tại nơi đây là ký linh, chư chân linh vân vân, xin tất cả quan hệ và chúng con kính đại dân đức chư tăng kính gửi đến toàn thể, mong tất cả an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bồ Tát Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sanh Thầy Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, cho con hỏi trong room có nghe rõ được tín hiệu của con không ạ? Dạ, sa thu, cảm ơn Đức Sĩ. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe rõ được tín hiệu của con. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mic để điều hợp chương trình ngày hôm nay. À, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, đây là thân chào tất cả quý Phật tử. Trước nhất xin được hỏi Thượng Tọa Thượng Sư, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thượng Sư nghe được, Thượng Tọa còn ý cho biết. Quý Phật tử có thấy Thượng Tọa Thượng Sư có mặt ở trước máy hay có đưa tay không? Tại vì chúng tôi đang nghĩ đi ở bên ngoài đó. Dạ, quý vị có thấy Thượng Tọa Thượng Sư không? Dạ. Ôi, dạ tốt quá. Mà Thượng Tọa Thượng Sư quá. Chúng ta gọi kiết sử là kiết sử. Nhưng mà lại chia làm hai là hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử. Thí dụ như mình nói là thượng phần kiết sử thì đã thành là vị A-la-hán rồi, nhưng mà năm hạ phần kiết sử đó thì vị Tu Đà Hoàn đoạn tận riêng mà vị A-na-hàm đoạn tận riêng. Thì ở đây chúng ta có hai động từ chỉ cho một cái là đoạn tận, một cái là từ bỏ, và để chỉ cho thượng phần và hạ phần. Thì sao Thượng Tọa đó cũng là kiết sử, nhưng mà cái tính cách của thượng phần nó khác với hạ phần như thế nào? Xin Thượng Tọa Hoan Hỷ giải thích về điểm này. Nam Mô Bụt Thầy. Giá kính bạch Thiên Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, ở trong chú giải của bài kinh này thì giải thích rằng ít thì chắc chinh đê chá hê át thật tô ê căng, tức là ở đây phải đoạn tận, phải bỏ, nó cũng cùng một nghĩa, nó cùng một nghĩa, chỉ là xài từ cho nó khác nhau để cái thể kệ nghe hay thôi. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta phải giải quyết. Chữ và cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu. Chữ cắt đoạn sinh đê và từ bỏ là chữ chá hê, anh cũng chỉ là đồng nghĩa. Bây giờ thì chúng ta lại nói qua cái vấn đề cũng đều là kiết sử, nhưng mà được phân hạ phần kiết sử và thượng phần ý kiết sử. Được phân chia như vậy có mang ý nghĩa gì
đáng nói. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ hạ phần ký sử đó với thượng phần ký sử mặc dù nó cũng đều có nghĩa, chữ ký sử có nghĩa là cái sự trói buộc, cái sự cột buộc. Nhưng mà được phân làm hạ phần ký sử ô răng pha ghi giá sang dù cho nát, là ký sử phần dưới. Còn thượng phần ký sử là ký sử ở phần trên. Chữ ô thăng ô thăng pha vi giá sang vô trên đá thì trước nhất được gọi là hạ phần kiết sử, tức là những cái kiết sử thô, phải là những cái sử dễ đoạn trừ. Còn thượng phần kiết sử là những kiết sử vi tế, khó đoạn trừ hơn. Cho nên phân làm hai ý nghĩa đáng nói như vậy. Và một cái nghĩa phụ khác á, là đối với những ký sử thô dễ đoạn trừ thì những ký sử này là cho đến trình độ của bậc hữu học Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm thì đã đoạn trừ được rồi. Nhưng mà ở đây đối với bậc Tu Đà Quần thì ba hạ phần ký sử đầu thân ký hoài nghi với cấp thủ thì khi mà đi vào bậc thánh, vào dòng thánh Sotapatti hay là Sotapanna thì trước tiên là cái hạ phần ký sử về hoài nghi và tà kiến là vị Tu Đà Quần phải đoạn tận. Khi mà đoạn tận được tà kiến, đoạn tận được hoài nghi, tà kiến ở đây tức là thân kiến với cấm thủ, hoài nghi ở đây là hoài nghi kiến sử. Bởi vì đối với vị nhập lưu, nếu thì chưa có đoạn trừ tà kiến thì chánh kiến
chưa có hiển lộ, mà chưa có đoạn từ ngoài ghi, thì cái niềm tin bất động chưa thể có. Cho nên ba hạ phần kiết sử đó là vị tu đờ quần là phải đoạn trừ. Rồi đến dục ái về sân, dục ái tức là cái sự tham mắc ở trong cảnh dục sắc đẹp tức hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Và sân hận tức là sân ở đây tức là phẫn nộ Patika, là cái sự giận dữ, cái sự thịnh nộ. Thì hai cái kiết sử kế tiếp đó là được giảm nhẹ bởi cái vị Tư Đà Hàm, và cho đến vị A-la-hàm, A-na-hàm thì hoàn toàn triệt tiêu về dục ái về sân. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng, mặc dù nói năm hạ phần kiết sử nhưng mà cũng phân thứ lớp làm hai bậc, hai trường hợp, hai cấp độ. Một cấp độ sơ khởi tức là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, là tà kiến với hoài nghi á, từ cái đó phải đoạn trừ trước tiên, bởi vì cái này quá thô và đang hư đi cái chánh trí. Bởi vậy cho nên tu đồ quần là cái bậc Dasana, là bậc kiến đạo, thấy niết bàn lần đầu tiên thì vị đó phải từ bỏ được cái tà kiến và hoài nghi. Còn dục ái về sân thì mặc dù không phải là vi tế gì, nhưng mà sẽ dĩ được đoạn trừ sao, là bởi vì dục ái về sân nó khó diệt hơn là tà kiến và hoài nghi. Cho nên đến cái trình độ của cái bậc Tư Đà Hàm, rồi tới bậc A Na Hàm mới đoạn trừ được, chứ Tu Đà Quần thì vẫn còn dục ái và sân. Khi đoạn tận được năm cái hạ phần thí sử đó, thì tới năm cái thí sử còn lại, tức là sắc ngã mạng phóng dật và vô minh đó, năm cái kiết sử này nó tinh vi hơn. Cho nên cho đến thánh đạo A La Hán thì mới đoạn tận được năm cái thượng vần kiết sử đó. Bởi vậy nói đến 10 kiết sử thì được phân làm hai, là hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử, là nó trong hai nghĩa. Năm kiết sử đầu thì bậc hữu học Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã đoạn trừ được, nhưng mà năm kiết sử sau đó thì cho đến bậc A-la-hán thì mới đoạn trừ được. Và một cái nghĩa khác như chúng tôi đã nói là năm cái hạ phần kiết sử là những cái kiết sử thô dễ đoạn trừ hơn,
Cho nên cái đó mới xếp thành hạ phần kiết sử. Còn thượng phần kiết sử là những kiết sử cao hơn, tức là tinh vi hơn, cho đến bậc A-la-hán mới đoạn trừ được. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, có năm cái pháp diễm trước gọi là Sangha mà một người phải vượt qua đó, vượt qua năm pháp đó. Ở trong đó có ái nhiễm, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, vân vân. Thì một số các học giả thì nói rằng cái danh sách này đã tương đối rất là hiếm, rất là khó tìm thấy. Ở bên phần của giáo Bắc Tông thì cũng có đặc biệt đề cập đến tham sân si mạng nghi tà kiến, sáu cái pháp. Chừng còn có ý kiến gì về cái bản liệt kê này không? Ít khi chúng ta thấy có bản liệt kê này ở trong những cái bài kinh khác của Kinh Tạng. Không biết chừng còn có cảm nhận gì về năm pháp này, xin kính thỉnh chừng còn. Quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Không hiểu tại sao hôm nay chúng tôi cứ là đưa tay cái quên cầm mic mà lại nói. Không phải là chúng tôi ham nói trước thì cầm mic, nhưng mà tại vì nay chúng tôi bị chi phối do cái lỗ tai của chúng tôi nó lùm bùm, nó bị điếc hổm rài. Trong cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì ở đây danh sách năm pháp cần vượt qua trong bài kinh ít khi tìm thấy ở nơi khác. Xin cho vài ý nghĩa về danh sách này. Thật sự chúng ta cũng ít có tìm thấy ở nhiều ở chỗ khác trong kinh điển, chỗ này chỗ kia mà đề cập đến năm cái pháp Sangha. Như đường bài ở đây,
Nhưng mà ở trong thánh pháp á, đối với bộ Bốc Lạp Bạch Nhất Tí cũng có đề cập đến, nhưng mà bây giờ chúng ta nói theo cái ý nghĩa đó, thì vì cái chữ săn gá nó mang một cái nghĩa gọi là cái sự vướng bận nó cũng giống như là một con gà mà nó đi, nó vướng phải cái chân của nó vướng phải cái sợi dây, nó vướng phải sợi dây khi mà nó chưa tháo ra được thì nó cứ vướng cái chân, nó không có thể đi một cách bình thường, đi nhanh được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy cái danh sách Ragasango tức là trước tiên là ái phược, rồi sân phược, rồi si phược, tham sân si nó là căn bản của bất thiện pháp. Ba cái thứ này nữa nó vướng bận chúng sanh, làm cho chúng sanh bị dính mắc, thì cái chúng ta dễ hiểu rồi. Còn hai cái kia đó, mạng và kiến, hai cái này cũng làm cho chúng sanh bị vướng mắc. Bởi vì ba pháp gọi là tanh ha, mana và đức thí. Ba pháp này gọi là papancha, chúng ta gọi là hệ lụy. Ở trong kinh thì nói là, ở trong kinh Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch cái chữ papancha vậy là hí luận. Nhưng mà không phải là hí luận là cái chuyện mà nói đùa, nói chơi hay là nói vô ích, mà ở đây cái chữ papancha phải dịch đúng nghĩa của nó, lấy theo chi pháp đó. Tức là cái sự hệ lụy. Thì chữ hệ lụy đó nó đồng nghĩa, nó gần gần với cái chữ săn gá. Bởi vì tham sân si ra đó, chúng sanh một khi đã vướng mắc vào cái mana, tức là cái sự kiêu mạn đó,
Được Đức Phật là ví dụ như là một cái khúc gỗ mà nó bị vướng, mắc cạn thì nó không trôi ra biển cả được. Cũng như một vị tỳ kheo mà tu tập, nhưng một vị đó còn có cái sự kiêu mạn đối với cái xuất thân, dòng tộc, giai cấp, hay là kiêu mạn khi mình được cái phước lợi lộc nhiều, hay là kiêu mạn về giới hạnh của mình, hoặc là có sự kiêu mạn về thiền định mình đã tu tinh tấn đã chứng vân vân, thì cái sự kiêu mạn đó sẽ làm cho vị tỳ kheo bị vướng mắc, giống như khung gỗ bị mắc cạn vậy đó. Do cái nghĩa bị vướng mắc đó mới gọi là chữ săn gác. Còn tà kiến của mình, một người mà họ rơi vào cái tà kiến đó, thì họ cũng bị vướng mắc, vướng mắc sâu nặng đấy thưa quý vị. Khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại Uruguay đó, và ngài đi đến cái khu, đi đến một cái khu vực ở trong rừng nơi mà ba vị đạo sĩ Uruvela và người em là Nadi Kasapa và người em út gọi là Gaya Kasapa, ba huynh đệ của ngoại đạo Thọ Lửa, thì Uruvela Kasapa là có 500 đồ đệ, Nadi Kasapa thì có 300 đồ đệ, và Gaya Kasapa thì có 200 đồ đệ. Ở trong cái khu vực của dòng sông Ganga, người ở trên đầu nguồn, người ở giữa và người ở cuối nguồn. Khi mà Đức Phật ngài đi đến tại Uruvela, đi đến cái chỗ của Uruvela Kasapa, thì lúc đó ông ta luôn luôn nghĩ rằng mình là một trong những vị A-la-hán ở đời. Và Đức Phật ngài muốn ông ta bỏ đi cái tà kiến đó, cho nên ngài đã dùng rất nhiều thông, ngài thể hiện thần thông. Mà ngài thể hiện thần thông chẳng hạn như ngài xin tác túc ở trong cái nhà thờ lửa, điều đạo sĩ Uruvela Kasapa cho biết rằng ở trong cái nhà thờ lửa này có một con mãng xà, nó rất là hung dữ và nó có nhiều nọc độc có thể phun ra nạn nhân chết mà không kịp ngáp. Thì Đức Phật ngài nói không hề chi, nếu như mà ngươi sẵn lòng thì Như Lai xin ta túc qua đêm tại cái ngôi đền thờ lửa đó. Thì đêm đó Đức Thế Tôn ngài đã thu phục được mãng xà và nó nằm trọn trong cái bát của ngài. Sáng hôm sau thì đạo sĩ Uruvela Kasapa cùng với tùy tùng đi đến đền thờ lửa để xem cái Samu Gautama
còn sống hay đã chết vì mãng xà. Nhưng mà khi họ đến thì Ngài ôm bình bát đi ra, và Ngài đã cho họ thấy con mãng xà nằm trọn ở trong đó do Ngài thu phục. Bây giờ nó hiền lắm. Thì lúc bây giờ Uruva Lakasava mới nghĩ rằng Samu Gautama thật là đại thần lực, đã giết phục được mãng xà hung dữ như vậy. Tuy nhiên vị đó cũng chưa phải là vị A-la-hán như ta. Và Đức Phật Ngài dùng cho đến 250 kiểu thần thông tại khu vực đó hàng tháng trời. Uruvela Kasapa lúc nào cũng nghĩ mình là vị A-la-hán. Đức Phật Samu Gautama mặc dù có đại thần lực nhưng không phải là vị A-la-hán như ông ta. Và cho đến cuối cùng thì Đức Phật Ngài mới thu phục được ông ta, bỏ đi cái tà kiến đó. Và ông ta đã cho người ném bỏ, thả trôi ở dưới sông những cái dụng cụ thờ lửa. Thì ở dưới dòng hai vị sư đệ đó nhìn thấy đồ thờ lửa của anh mà trôi ngổn ngang, nghĩ rằng chắc cây hôm kia có bảo lục, có cơ lục tràn ngập làm cho chỗ ở của sư huynh ta bị cuốn trôi, để họ mới đi đến. Nhưng mà họ đi đến thì họ gặp đạo sĩ trưởng Uruvela Kassapa đã quy phục Đức Phật. Thì hai vị kia cũng quy phục, sau này trở thành 1003 vị A-la-hán sau khi Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Aditta Pariyayasutta, pháp môn về sự đốt nóng. Và tất cả những vị đạo sĩ thờ lửa này, trên 1000 vị này đều chứng quả A-la-hán. Thế thưa quý vị, khi một người họ đã chấp một cái quan điểm, một cái tri kiến sai lầm thì họ bỏ không được, họ bị vướng mắc hoài hoài như vậy. Cái sự vướng mắc đó mới gọi là săn gác. Cho nên ở đây ngoài tham sân si ra đó, thì có hai sự vướng mắc mà khó có thể gỡ, khó có thể vượt qua được, đó là mạng và tà kiến. Thế cho nên tham sân si, chữ tham ở đây được dùng cái chữ raga thay cho chữ lô pháp. Chữ raga ở đây, tham này là tham nặng đó thưa quý vị, tức là cái sự ái luyến nặng nề. Kamaraga, rupa raga, arupa raga, tức là có cái sự ái chấp dính mắc ở trong cảnh dục hay là thiền sắc thì vô sắc, xài cái chưa ra gác. Thì khi mà chúng ta học về những cái phiền não thì ở đây chúng ta có 10 thứ phiền não, nhưng mà 5 thứ phiền não kia thì nó không phải là vướng mắc, mà 5 cái phiền não tham sân si mạn và kiết thì đó mới làm cho chúng sanh bị vướng mắc. Cũng giống như là một con thú rừng mà cái chân nó bị mắc vào cái sợi dây thòng lọng của người thợ săn. Người ta gài một cái sợi dây thòng lọng ở phía dưới đất, người ta phủ kín lại
sơ sài bằng đất, bằng bụi, bụi cát. Xong rồi ở giữa cái thùng lọc đó, đó người ta đặt mồi. Thì khi mà con chim nó đến ăn, hay là những cái con thú như con thỏ, con vân, nó đến ăn, nó bước vào cái thùng lọng đó thì nó làm cho bật cái con cò, bật cái cò, nó làm cho cái cần búng lên. Thì khi búng lên nó giật cái sợi dây thì cái thùng lọng đó bị dướng, nó dướng vào cái chân của con mồi đó. Thì con mồi đó kể như là gỡ không được, bởi vì những cái con vật đó nó không có cái tai giống như con người của chúng ta mà gỡ được. Nó bị cột như vậy, bị vướng như vậy thì để như nằm đó mà chịu thôi. Mà nó cắn cũng không được là bởi vì cái thòng lọng khi mà nó kéo nó bật lên, nó treo lên, nó treo cái chân lên, thì chỉ con vật đó là chỉ có nước là cái đầu trút xuống dưới và chịu đựng cho đến khi người ta bắt. Thì cái ý nghĩa đó được ví dụ như thế nào thì chúng ta cũng phải biết rằng tham sân si mạng kiến nó cũng giống như là cái sợi dây thòng lọng, nó làm cho vướng mắc chúng sanh vậy đó. Còn những cái trường hợp thí dụ như là vô tàm quý phong vật, hay là hung thủy vân vân, thì cái này nó không làm cho vướng mắc, mà nó chỉ là làm cho tâm bị ô nhiễm thôi. Cho nên mới gọi là phiền não ký lê sát. Nhưng mà trong 10 phiền não đó thì năm cái pháp này, năm cái phiền não này thì được gọi là sân gác, tức là nó làm vướng mắc. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa, qua cái câu thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái chân trường tòa tuệ sư, thỉnh trường tòa chỉ nghĩ. Ở trường tòa Pháp Tân, trường tòa có mặt ở trước máy không? Nếu trường tòa Pháp Tân nghe được, xin trường tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi trường tòa Pháp Tân, trường tòa có mặt ở trước máy và nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ trường tòa Pháp Tân chưa nghe được chúng tôi hỏi. Khi nào trường tòa đưa tay, quý vị hoan hỷ cho biết. Trong lúc chờ đợi thì chúng tôi sẽ được chấp lời của trường tòa tuệ sư để trường tòa đi nghỉ. Hôm nay thưa quý vị, ở trong bài học đặc biệt chúng ta được nghe một vị thiên. Vị này đã hỏi Đức Phật thế nào là một con người được gọi là chúng ta Pháp Tân nghe được rồi. Chúng ta Pháp Tân thì ta hoan hỷ. Trong bài kinh này có nói về năm pháp phải tu tập á, đó là năm quyền hay là ngũ căn, tính tấn nghiệp định huệ. Thì ở trong kinh có nói rằng một đối với hành giả dù tu thiền chỉ hay thiền quán thì ngũ căn không thể thiếu mà cũng không thể dư. Thì điều đó phải chăng là đây là những cái nền tảng mà bắt buộc vị nào tu tập cũng phải có, giống như mình xây nhà thì phải có cái móng, cái nền. Và chúng ta phải nói là ắt có và đủ, nhưng mà không phải dư, không thể dư, không thể thiếu, phải ngang nhau. Thì tôi quan hệ giải thích cho điểm này là sao
năm cái tính tấn niệm định huệ đó lại thiết yếu như vậy đối với người tu tập kính thưa chúng ta. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Khi nãy Thượng Tọa hỏi con thì vừa nghe nhưng mà lại là vừa lúc mất tín hiệu. Cầm mic cũng không được nghe rõ, vừa nghe là mất tín hiệu luôn, sau đó thì nghe trở lại cỡ rài. Lúc này thì đường truyền nó hơi không ổn mà. Trở lại cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu, con nghĩ rằng là trong ngũ quyền ngũ căn, tức là tính tấn niệm định tuệ đấy, thì ở góc độ, ở mức độ của cái người tu đó, dù là chúng ta chưa có phải là phải dấn thân vào cái đời sống thiền tập đó, thì tính tấn niệm định tuệ nó cũng là một cái nền tảng cốt lõi của một cái người tu tập nha. Bởi vì cái người có niềm tin thì mình niềm tin ở trong thiện pháp thì mình có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn. Bởi vì nếu mà mình tu mình khéo đi, không có cái sự tinh tấn thì cũng không được. Không có cái sự tinh tấn thì mình không thể nào, thí dụ như ngay cả những cái công việc ở hàng ngày của một cái người tu, mình biết việc đó là việc thiện pháp mà mình cần phải làm, tinh tấn, mà mình không tinh tấn thì cũng không được. Dĩ nhiên thì mình cũng phải có cái niềm tin của một cái người tu, có niềm tin nhân quả nghiệp báo, rồi tin là có một lúc nào đó thì mình sẽ được thanh tịnh quá nội tâm để mình đạt được sự an lạc giải thoát. Mình có cái niềm tin đó. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng phải giữ cái đời sống tâm của mình trong mọi cái thời điểm có chánh niệm, rồi có được cái đời sống tâm tinh được, tâm tư được định tĩnh. Như vậy thì con nghĩ rằng giống như là mình có cái sự tinh tấn nhiều quá mà mình tâm tư mình không có cái định tĩnh, mình phan nhiên theo trần cảnh nhiều quá thì cũng không thể được. Mặc dù là sự tinh tấn những cái công việc ở bên ngoài, mình có sự tinh tấn, nhưng mà mình khoan nhiên theo trần cảnh thì cũng không có thể nào mà mình có một cái nội tâm vững chắc được, vững chãi được. Cho nên con nghĩ rằng cái yếu tố mà tính tấn niệm định tệ, tức là niềm tin, có sự tinh tấn, rồi có một cái chánh niệm và có trí tuệ, thì con nghĩ rằng đó nó giúp cho cái người tu mình từ ở cái việc mà tạo trữ các cái công đức khác đó, cái phước báo khác đó, mình có là. Bây giờ nói trên phương diện của một cái người tu tập thiền cũng vậy. Bởi vì mình cũng phải có cái niềm tin, tin ở cái pháp mà mình thực hành. Mình tin căn bản nhất là mình tin ở nơi cái pháp mà mình đang thực hành đây đó, nó có cái công năng diệu dụng giúp cho mình thanh lọc quá nội tâm. Và do đó, hay hoặc là mình tin ở nơi những cái lời của Phật dạy để mà mình y cứ vào đó để mà mình thực hành, qua những gì truyền đạt của những vị thiền sư, rồi những gì mà mình hiểu được ở trong lời dạy của Đức Phật, kinh điển, qua kinh điển. Rồi mình không thể nào thiếu được cái sự tinh tấn trong đó. Mình phải chuyên tâm, nhiệt tâm, tinh cần và thận trọng trong mỗi trường hợp. Cho nên là nếu mà mình có được cái sự tinh tấn, có được sự nhiệt tâm và mình thận trọng trong mỗi trường hợp,
thì cái việc tu tập của mình phải có, mình mới có thể tu tu tiến triển được, tiến triển được. Rồi bây giờ là nếu như một người mà không có chánh niệm thì làm sao mà nói là mình tu theo thiền, tu thiền quán được. Giống như là một người mà tu quán, tức là cái đối tượng để mà mình quán chiếu là năm quận: sắc thọ quận, tưởng quận, hành quận và thức quận. Thì nếu như mà mình không có cái chánh niệm thì làm sao mình có được sự quán chiếu? Chánh niệm có cái nhiệm vụ là mình biết rõ, ghi nhận những cái diễn biến của thân tâm mình, danh sắc của mình. Mà mình không có chánh niệm thì làm sao mà mình theo dõi nó một cách liên tục, mình quán chiếu một cách xuyên suốt được. Thì nếu mà không có cái chánh niệm quán chiếu xuyên suốt thì làm sao mình có cái trí tuệ. Hơn nữa đó là với một người mà có cái định tâm cũng vậy. Tôi nghĩ rằng cái người mà tu thiền quán thì cái trọng tâm của thiền quán thì cái người đó cần có chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là thiếu cái đời sống tập trung tư tưởng, trung định ở trong đó. Vì thiếu định thì cũng không thể nào được. Trong mỗi cái sự tập trung tâm của mình, nó có trong những cái khoảnh khắc đó, đó. Để rồi mình mới có thể soi thấy, hay là mình nhìn thấy đối với cái năm quẩn của chính mình do cái sự chánh niệm của mình. Thì đến một lúc nào đó thì con nghĩ rằng cái trí tuệ, thì khi mà mình nói cái trí tuệ mà để mà phát sinh thì nói cho để mà mình thấy đó, cái trí tuệ đó thì nó phải có cái yếu tố của tuệ, thì cái vị đó mới có thể chứng đắc được thiền định, hay là có yếu tố của tuệ thì vị đó mới sanh được cái đạo tuệ của một vị thánh được. Cho nên là cái ngũ quyền hay là ngũ căn ở đây đó, thì con nghĩ rằng đó là cái nền tảng mà không thể thiếu một, mà cũng không thể dư ra, không thể nói sáu, mà cũng không thể nói bốn hay là ba, mà là nói cho đủ là đầy đủ là năm: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Cho nên là năm cái pháp này là có nghĩa rằng năm cái pháp mà nền tảng cốt lõi cho một cái người tu tập. Nói như vậy thì ở trong bát chánh đạo, ở trong 37 phẩm trợ giác ngộ đó, thì tứ niệm xứ cũng được Đức Phật nói đến, hay là tứ như ý túc cũng được Đức Phật nói đến, tứ chánh cần cũng được Đức Phật nói đến, và ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Thì những cái pháp nó tùy theo cái tính năng của mỗi pháp. Nhưng mà rồi đó là con nghĩ rằng đối với ngũ quyền này, rất là quan trọng. Bởi vì nói ngũ quyền hay là ngũ căn cũng là một, rồi cũng dựa trên đó, nhưng mà nó trở thành cái sức lực thì gọi là ngũ lực. Ngũ lực nó trở thành cái sức mạnh, sức mạnh của một cái nội tâm, sức mạnh của cái sự tu trì của một vị hành giả, thì nó trở thành một cái, nó trở thành ngũ lực. Cho nên rằng con nghĩ rằng nó không, Đức Phật dạy thì không có dư và cũng không có thiếu. Và nhiệm vụ của cái người tu là làm sao phát triển song hành. Mình nói song hành thì chắc có lẽ là chỉ có hai thôi, nhưng mà nói là làm sao phát triển đủ năm quyền đó, hay là năm căn đó, cho được đầy đủ. Tức là thiếu một cũng không được, mà cái này trội hơn cái kia cũng không được, mà ít hơn cái nọ cũng không được. Và vì vậy cho nên là để mà cái yếu tố cần và đủ để mà đưa đến cái sự giác ngộ đó, thì năm quyền phải trên, theo con được biết đó là năm quyền của một vị hành giả tu thiền tập đó, cần phải cân bằng, cần phải vừa đủ, cần và đủ để vị đó đi đến
giác ngộ, đi đến cái đời sống giác ngộ từ ở trong cái pháp thực hành của mình. Cho nên thiếu một cũng không được, mà dư cũng không đúng. Bởi vì có thể nói rằng giống như là một cái xe ngựa, mà chúng ta thấy rằng giống có những trường hợp mà thường thường là chúng ta thấy con ngựa, xe ngựa là hoặc là hai con ngựa hoặc là bốn con ngựa, nhưng mà có những loại xe ngựa nữa, có thể là năm con ngựa, một con ngựa chạy trước và hai con ngựa chạy kế tiếp và hai con ngựa chạy kế tiếp. Thì nếu mà những cái con ngựa đó, đó mà nó chạy đều thì chiếc xe ngựa nó chạy một cách nó không có choạng, không có loạn choạng. Còn nếu mà con ngựa bên trái nó chạy hơn con ngựa bên phải, hay ngược lại con ngựa bên phải nó chạy hơn con ngựa bên trái, thì nó sinh ra chiếc xe nó sẽ bị loạn choạng, loạn choạng. Vì vậy đó, cái người tu tập cũng vậy, có nghĩ rằng năm quyền là cái cần và đủ. Một người mà đi đến giác ngộ không thể thiếu được năm quyền, và năm quyền không thể nói dư, hay là sáu, hay là bốn, thiếu là bốn, hay là ba, mà con nghĩ rằng cần thiết để mà đi đến cái giác ngộ của một vị hành giả tu tập. Thì như vậy thì con nghĩ rằng trong trường hợp nào của một cái người đang tu tập, hay cái người mà để mà đạt được cái tu chứng, tức là mình chứng thiền hay là chứng đạt được đạo quả, thì cũng phải có được đủ như vậy. Rồi mình đang tu tập có nghĩa là mình trao dồi cái tâm của mình, hay hoặc là mình thực hành những cái thiện pháp khác nhằm để hỗ trợ hay là bồi bổ cho cái việc tu tập thiền của mình đi đến cái sự thành tựu. Bởi vì mình thiếu cái gì đó thì cũng không thể được, mà dư cái gì quá cũng được. Bởi vì cái sự tinh tấn đó là cần. Nhưng mà nhiều khi mình tinh tấn quá, mình sốt ruột quá, hay là cái này cái kia đó, thì sanh cái tâm của mình nó có thể bị không định tĩnh được, bị loạn choạng. Hay hoặc là mình nặng về niềm tin quá thì cũng không được. Con nghĩ rằng cần có niềm tin, nhưng mà cái gì mình cũng tin hết thì cũng không được. Tin ở những cái mà nó thiết thực, tin những cái mà có khả dĩ, mang đến cái sự thành tựu do cái sự thực hành của mình, thành tựu do sự thực hành. Khi mà mình thực hành đúng theo lời dạy của Phật, thực hành một cách nghiêm mật, tức là có một cái sự chuyên chú, chuyên tâm ở trong cái sự thực hành đó. Bên cạnh đó thì cũng phải có yếu tố trí tuệ để mà soi thấu, có cái yếu tố của chánh niệm, có cái yếu tố của sự định tâm, không thể nào thiếu được. Cho nên con nghĩ vì vậy cho nên là ngũ quyền có giá trị, luôn luôn là có cái nền tảng cốt lõi cho một cái người tu tập. Cho một người tu tập thì nói trong cách nào đó, tu tập bát chánh đạo thì cũng có chánh định, rồi cũng có chánh tinh tấn, rồi cũng có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì con nghĩ rằng cái đời sống tu tập, cái việc mà cần và đủ ở trong năm quyền thì con nghĩ rằng rất là cần. Và nếu một người tu tập không thể thiếu được ngũ quyền hay là ngũ căn, và cũng không thể nói là dư, bởi vì cái này trội hơn cái kia, thì dứt khoát là nó cũng sinh ra những cái sự không đồng đều với nhau, và do vậy nó không có sự quân bằng, quân bình trong cái đời sống tu tập của mình để hướng đến cái đạo lộ giải thoát hay là giác ngộ hay hoặc là chứng thiền định. Con nghĩ là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thu, kính trình thượng tọa pháp tịnh. Kính bạch chư tôn đức và trường quý Phật tử, còn ít thời giờ, có thời giờ còn lại của buổi ngày hôm nay thì xin được tiếp theo lời của thượng tọa pháp tịnh và tổ tư sư. Trước nhất là bài học ngày hôm nay
chúng ta nghe một thiên tử hỏi Đức Phật về thế nào là một vị tỳ kheo vượt bậc lương. Chữ Okhachinoti tức là một người có thể băng ngang cái dòng chảy xiết, dòng nước chảy xiết như một con suối lớn hay một dòng sông. Và một người mà đã vượt bậc lưu thì đồng nghĩa là một vị đáo biên ngàn vừa kia, là một vị hoàn toàn giải thoát. Câu hỏi đó tuy đơn giản, nhưng mà thưa quý vị, sự trả lời của Đức Phật là một minh họa rất là chi tiết về hành trình. Hành trình này bao gồm có những cái phải đoạn tận, có những cái phải từ bỏ, có những cái phải quân tu, và có những cái phương pháp phải vượt qua. Chúng ta nhớ có một lần xem một cuốn phim tài liệu huấn luyện những phi công trực thăng. Mà khi mà trực thăng bị rơi ở trên biển, ở trong vùng nước ấy, thì những người này phải mưu sinh thoát hiểm bằng cách nào? Là những vị này họ phải cởi bỏ được những cái trang bị nặng nề trên người để có thể lội, và thậm chí phải dùng cái quần mà mình đang mặc đó cột như thế nào để trở thành cái phao nổi để vượt, để có thể không bị chìm nếu đi quá dài, nếu ở trên biển quá lâu. Đó là một cái đòi hỏi lớn về cái kỹ năng mưu sinh thoát hiểm. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài đề cập đến 10 cái sợi dây trói buộc, nhưng mà trong đó 5 cái sợi dây của trói buộc đầu tiên đó, nó vốn là 5 cái sợi dây trói buộc mang tính cách rất là bản năng, tức là thân kiến hay là chấp ngã. Đây là ta, đây là của ta, đây tự ngã của ta, hay nói cách khác là cho 5 quẩn là ta, ta là 5 quẩn, ở trong 5 quẩn có ta, trong ta có 5 quẩn. Đó là thân kiến, mà trong tiếng Anh ta tựa là self identity, tôi là ai, tôi là như vậy đó, thì cái gọi là thân kiến. Rồi nghi hoặc là một người sống do không biết, không thấy, và luôn luôn nhìn cuộc đời bằng một cái cách nhìn mà xóa sổ tất cả vì nghi hoặc. Nó tương tự như một người sống ở trong cuộc đời mà người đó phải đi làm, người đó phải trị bệnh, người đó phải đi học, nhưng mà ai đưa ra môn gì đó thì cũng bác hết. Tại sao bác? Tại vì người đó nói rằng đi học cũng chưa chắc là thành tài, làm như vậy chưa chắc đã thành công, hay là uống thuốc như vậy chưa chắc đã hết. Và cái gì mà nó cũng nghi hoặc thì không thể bắt tay vào được. Một cái người sáng suốt là phải xem xét, phải thử nghiệm rồi dẫn đến kết luận, chứ không thể ngồi đó mà đưa ra những vấn đề rồi cuối cùng mình dậm chân một chỗ không đi đâu hết. Đó là nghi hoặc. Giới cấm thủ tức là những cái sự hành trì mà nó không có lý tính, tức là nó không có lý trí vào trong đó, những hành trì vô bổ. Chúng ta thấy có những người trong cuộc sống hàng ngày họ không vào đôi tai, không tin vào trí tuệ, mà chỉ tin vào sự hên xui, rồi từ sự hên xui này nó tạo ra những thức mê tín. Cái đó gọi là những hành trì mà không có lý tính. Dục ái tức là cái sự đam mê đối với 5 cái trần cảnh: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chúng ta quá thích một cái gì đó thuộc về sắc, quá thích một cái gì thuộc âm thanh, quá thích một cái gì thuộc về mùi hương, quá thích cái gì cảnh vị, và không có thì không được. Thì cái chừng đó nó cũng là một cái hệ lụy. Và khi mình có dục ái thì tự nhiên có thân và có bực bội phiền muộn trong đời sống. Thì 5 pháp đầu tiên
là năm cái sự cột rối nó có tính cách rất là bản năng, rất căn bản, và cái đó phải đoạn tận. Dạ, cái đó phải đoạn tận. Nhưng mà khi đoạn tận này rồi thưa quý vị, không nghĩa là hết chuyện. Cái đoạn tận này nó lại được thay thế bằng những cái sợi dây cột rối khác. Tế gì hơn? Thí dụ như là mình, thì mình lại có cái sự cột rối đối với sắc ái, vô sắc ái. Nó giống như người ta nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một cái người mà đang nghiện trà, bây giờ muốn thay thế trà bằng cà phê hay thay thế cà phê bằng nghiện trà, nhưng mà ở đây thì cái trình độ nó cao hơn. Dạ, ví dụ như là khi một khi chúng sanh đã không có tham luyến đối với dục, thì vị này lại có cái dính mắc đối với sắc giới, vô sắc giới, thì cái này nó cũng là một cái phiền não vi tế. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta nói đến sắc ái, vô sắc ái, mạng phóng dật vô minh và của vị A-na-hàm, thì nó tế nhị hơn là cái đời sống bình thường chúng ta nhiều lắm. Yeah. Quý vị, vị A-na-hàm mà có năm thứ đó đó, thì năm thứ đó không phải là cái thứ mà thô thiển phàm tục như chúng ta có, mà cái rất là tế nhị. Hay là mạng không nghĩa là vị A-na-hàm bốn ngực xưng tên, nói tôi là thế này, tôi hay thế kia, hay khoe khoang khoác lác, vị A-na-hàm cũng làm như vậy. Nhưng mà cái mạng của vị A-na-hàm đó, là vì đó cảm thấy có cái sự chênh lệch giữa mình và chư vị phạm thiên khác, cảm thấy rằng mình tự hào, mình đắc. Cái đó rất là tế nhị lắm. Nó cũng giống như một người mà cái tính tình rất là khiêm nhường, nhưng mà tự hào là tôi là người khiêm nhường. Thì cái tự hào là tôi là người khiêm nhường đó, nó vi tế hơn là cái mà người ở bên ngoài tự hào vỗ ngực xưng tên, nhưng mà nó vẫn là một thứ mạng. Và ở đây thì chúng ta hiểu rằng năm cái thượng phần kiết sử là năm cái sự trói buộc vi tế, mà sự trói buộc vi tế này có khi nó lại là cái phó sản do khi mình bỏ cái hạ phần kiết sử, thì khi bỏ hạ phần kiết sử cái kia nó như bây giờ chúng ta không có, như chúng ta đang chuyện đây ít, cũng hầu như không có người trong chúng ta có cái kiết sử gọi là vô sắc ái hay là sắc ái vô sắc ái. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa có đạt đến chỗ đó. Một khi mà mình không có dục ái rồi đó, thì nó nhường chỗ cho sắc ái vô sắc ái, lúc đó chúng ta mới thấy nó khác đi. Nó tương tự như là quý Phật tử ở ngoài ăn ngon mặc đẹp, có xe mới quý vị thích, nhưng mà rồi khi quý vị đi tu bỏ cái đó, thì khi bỏ cái chuyện mà thời trang mặc đồ hiệu này nọ, thì nó nhường cái chỗ là thích mặc y kiểu này, thích mang cái dù kiểu kia, mang đôi dép kiểu nọ, thì cái chuyện mà dính mắc trong y bát này nọ, nó cũng là một sự dính mắc, nhưng bây giờ nó ở trong cái hình thái khác. Chúng ta nên hiểu như vậy. Và cái gọi là phóng dật ở đây nó không phải là sự phóng dật bình thường như chúng ta có. Chữ phóng dật ở đây nó là một cái sản phẩm tự nhiên của sắc ái vô sắc ái. Hễ còn có ham muốn là còn có dao động. Cái này thì chúng ta ít có để ý lắm. Nhưng mà trong cuộc đời cái gì mình ham muốn, ví dụ như cái thô nhất trong đời sống hàng ngày là ham muốn thì sanh lo sợ. Dạ, mình có gì tốt quá đó mà mình sợ nó mất, mình lo sợ. Mình có nhà tốt quá mà nghe bảo đến mình sợ, tại vì mình dính mắc cái nhà nhiều quá. Thì mình nên hiểu rằng có ham muốn lo sợ, lo sợ nó cũng là thức dao động ở trong cái đời sống bình thường. Nhưng một vị mà đã có cái tâm khoan hỷ với cảnh sắc, cảnh vô sắc, và nghĩ đến tuổi thọ có khi cũng tâm bị dao động. Dạ, thì cái sự dao động rất là tế nhị. Và vô minh á, vô minh là cái nhìn không có bằng cái chánh kiến của tứ đế, thấy được cái khổ nó nằm ở trong tất cả. Dạ. Mình lấy ví dụ như là một vị mà hễ còn có dính mắc đối với sắc ái, vô sắc ái, dính mắc với tam giới, thì ở trong cái dính mắc luôn luôn là còn có vô minh. Dạ, còn vô minh. Thì như vậy á, sau khi từ bỏ, sau khi đoạn tận năm cái hạ phần kiết sử, thì tự nhiên nó nhường chỗ cho năm cái thượng phần. Và cái năm thượng phần kiết sử này phải từ bỏ,
Dạ, nếu mình không khéo á, dạ, nếu mình không khéo á, thì mình tưởng là sự thành tựu. Dạ, giống như có nhiều người thích đi tu, rồi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quần áo sang trọng vô chùa tu, thì bây giờ này dính mắc bởi y bác, thì cái dính mắc y bác nó là tự nhiên, nhưng mà cái đó là cái phải từ bỏ. Dạ. Rồi sau khi mà đoạn tận năm pháp, từ bỏ năm pháp, thì vị này phải hiểu được rằng có những cái nền tảng căn bản mà phải phải quân tu, phải quân tập. Nó tương tự như là hồi nãy chúng tôi nói rằng mình làm cái nhà, làm cái nhà thì nó có cái nền, nó có cái ở dưới cái nền nó có cái móng, cái móng để cái nền nó không bị trượt lui. Và ngoài cái nền, cái móng đó, thì nó còn phải có cái tường, có vách, có cột, những điều đó phải có. Một cái người tu tập đó, thì cần có năm cái gọi là năm quyền. Chữ quyền ở đây chúng ta gọi là faculty ở trong tiếng Anh. Quyền ở đây tức là những cái nền tảng, những cái cơ sở quan trọng. Và những cái cơ sở đó đó, nó giúp cho nó giúp cho bộ việc đi tới. Chúng ta sẽ hiểu cái chữ indriya như vậy, là nếu vị nào mà biết về quân đội đó, chúng biết là trong quân đội họ có một cái hình thức tổ chức gọi là lữ đoàn. Lữ đoàn đó là một cái sự hỗn hợp, kết hợp giữa nhiều cái binh chủng. Thí dụ như là khi mà ra trận thì phải có công binh là dọn đường đặt cầu, rồi có pháo binh, rồi phải có không quân để trợ chiến, rồi có bộ binh v.v. Thì những cái binh chủng khác nhau chúng ta gọi là những cái binh chủng trong quân đội, nhưng ở ngoài chúng ta gọi là cái faculty. Thì cái quyền cũng vậy. Có những thứ áp đảo được bằng tính, có những thứ áp đảo được bằng tấn, có những áp đảo bằng niệm, có áp đảo bằng định, có những áp đảo bằng tuệ. Thì là tính, tấn, niệm, định, tuệ là năm cái nền tảng của người tu tập. Và không có ai đi tu, không có ai sống mà tinh tiến mà thiếu sót về những này đó. Ví dụ như là bây giờ một người có trí tuệ, nhưng mà vị đó lại sống rất là thất niệm và quên trước quên sau, hay là một vị sống quá tập trung và quá tập trung vào cái gì đó mà lại thiếu niềm tin, và hay là một vị quá nặng về niềm tin mà lại thiếu trí tuệ, thì chúng ta thấy nó đều có vấn đề hết. Thành năm pháp này, năm pháp phải quân tập. Cũng giống như một người mà muốn vượt qua dòng mà, thì người đó phải có được chuẩn bị. Sức khỏe là một thứ, không được để cho mình đói, mình ăn phải đủ no, mình phải có sức khỏe, rồi mình phải có một cái khả năng để lượng định được cái dòng nước nó như thế nào, vân vân. Thì những cái yếu tố này đó, nó trở thành những cái điều kiện cần thiết. Mà không phải chỉ cần thiết, mình phải quân bình, nó không có cái nào quá dư, không cái này quá thiếu. Và sau cùng thì thưa quý vị, không những chỉ có năm cái phải đoạn tận, năm cái phải từ bỏ, năm cái phải tu tập, mà còn có năm cái sự vướng vấp, và năm cái sự vướng vấp cần phải vượt qua. Và cái sự vướng vấp này á, khi nãy chúng tôi có nói rằng khi một bộ phi công lái trực thăng mà trực thăng bị rơi xuống biển, vị này phải có cái khả năng cởi bỏ những cái quân phục, những cái trang bị mang trên người. Tại vì mình biết mình lội mà, ở cô trong người mình mặc quần áo bình thường mà nhây nhở lung tung mình lội không được, mình phải tháo ra, nếu không tháo thì nó vướng vấp. Thì năm cái này là năm cái sự vướng vấp. Cái chữ sân khá ở đây nó là một chữ rất là thú vị. Chữ sân khá, không biết có vị nào mà học Phật có biết bên Phật giáo Đại Thừa có một cái vị luận sư tên là Asanga. Và Asanga chúng ta gọi là vô trước, ngày thế thân, ngày vô trước, ngày mã minh lộc thọ đó, là Asanga, là ngày vô trước. Chữ trước đó nghĩa là vướng vấp, hay là nhiễm đắm, hay dính mắc. Và chữ Asanga thì năm cái pháp này á, là năm cái lĩnh kỉnh, cái cồng kềnh. Và cái lĩnh kỉnh cồng kềnh này á, nó chẳng có lợi gì cho chúng ta để chúng ta bơi lội hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong đời sống bình thường của chúng ta,
Ai chọc mình mà mình không nổi giận mình đó mình dạy, mình phải giận dữ. Hay là mình đến một cái nơi nào đó mình sống, mình phải biết khả năng thưởng thức, phải sành điệu, phải ăn cái này cái kia. Thì thật ra ở trên thực tế, cái sự sành điệu hay là cái thái độ phản ứng cái này kia, nó là cái biểu lộ của tham sân hết. Tham sân si, mạng và tà kiến. Nhưng mà khi một khi chúng bước vào trong thế giới tu tập rồi đó, thì những cái đó là những cái mà vướng tay vướng chân, những cái đó là những cái mà nó làm cho chúng ta không có thoải mái để đi tới. Nó tương tự như mình lội và một người lính mà muốn lội mà ở trên vai còn bị vướng cái ba lô hay là còn có dây nhựa được cột tùm lum của phi công đó, thì chúng ta lội rất là khó. Thì năm pháp này gọi là năm pháp sanh khá, năm pháp vướng pháp, mình phải vượt qua, tức là phải tháo gỡ đi, phải vượt qua điều đó. Nếu mà chúng ta còn á, thì nó khó được thoải mái. Chúng tôi nhớ hồi xưa có câu chuyện mà chúng tôi thường kể quý vị nghe, mà như một kinh nghiệm đó là ngài Chan Cha, ngài có một người đệ tử sau này làm trụ trì chùa Bạch Khuyên, thì chúng tôi có đến gặp vị trưởng lão đó. Ngài có kể chúng tôi nghe câu chuyện về đời của ngài, là ngài nghe tiếng ngài Chan Cha làm vị thiền sư thì ngài đến ngài tu tập. Nhưng ngài tu trong 3 năm đầu không có tiến bộ. Rồi có một lần ngài lên gặp ngài Chan Cha, thì ngài mới trình bày là con có đức tin, con tin ở Tam Bảo và con tin ở ngài nữa, và con hoàn toàn thấy được rằng cái gì ngài dạy đều tốt hết, nhưng mà sao con tu nó cứ trì trệ hoài, nó không tiến bộ được, không đi về đâu hết, nó cứ chập chờn, nó đứng giống như đứng một chỗ thôi. Thì ngài Chan Cha ngài mới hỏi rằng về chứ ngày xưa làm cái gì và đi xuất gia thì còn mang theo cái gì không? Thì vị này mới quỳ xuống đảnh lễ ngài Chan Cha và lấy trong cái đải của mình ra một tấm hình, thì trình bày với ngài rằng trước khi mà con xuất gia đó, con là người đánh nguyên thái, tức là đánh với việc boxing, đánh boxing gọi là võ quyền Anh đó, nhưng mà ở đây nó là một cái thứ đánh võ đài của người Thái. Chúng tôi không biết là quý vị nào có biết cái đó không, nhưng mà người Thái họ mê cái môn đó lắm. Thì cái vị này trước khi mà đi xuất gia lại là một võ sĩ chuyên môn lên võ đài đánh cái đó, mà đánh có tiếng mà lại lại có những cái trận thắng rất là oanh liệt vẻ vang. Thì đi tu á, là khi vị này phát tâm xuất gia thì giao hết nhà cửa, giao hết mọi thứ cho vợ cho con, nghĩa là bỏ hết tất cả giao hết. Nhưng vị đó đi lại mang trong tấm hình. Tấm hình đó là cái ngày mà vị này đã chiến thắng một trận rất là oanh liệt ở tại Udon Thani. Mà cái trận này, trận đó đã làm nên tên tuổi vị này. Thì vị này mới đem cái hình đó trình lên ngài Anh Chan Cha, nói con đi tu thì con chỉ bỏ hết, con chỉ mang theo tấm hình. Ngài Chan Cha ngài cười, ngài nói rằng ồ, cái tấm hình nó thấy nó nhỏ nhưng mà nó là vấn đề đó. Nó còn lại có vướng mắc. Bởi vì Đức Phật ngài có dạy rằng một vị đi xuất gia đó, nếu trước kia làm thợ may thì không được mang theo kéo mà phải mang theo kim chỉ. Trước kia làm nhà nông thì không được mang theo cuốc sẻng. Trước kia làm thợ mộc không mang được bào đục vân vân, những cái đồ nghề gì. Tại vì những cái đó mình nghĩ là ô, cái đó mình thấy nó thuận tay vừa tay dễ làm chứ. Nhưng mà cái đó nó lại là một sự vướng vấp. Cái vướng vấp đó nó có thể là một vật nhỏ nhưng mà lại là một sự vô hình, sự dây rô vô hình rất là bền chặt ở trong cuộc sống. Thì cái chữ raga là tham luyến, và sân hận, si mê, mạng, tà kiến, đó là những cái vướng vấp mà thật ra một người muốn vượt qua cái dòng cuồng lưu á, vượt qua cái dòng chảy xiết á, người đó phải có đủ sự sáng suốt, sự can đảm để rũ bỏ đó. Rồi khi chúng ta đọc cái điều này đó, thì vị thiên hỏi Đức Phật rằng làm sao có thể vượt một người, một vị tỳ kheo gọi là xứng danh là vị tỳ kheo vượt cột lưu. Thì Đức Phật kể giải rằng phải đoạn tận năm. Đoạn tận năm rồi là những cái sự thành tựu đó sau đó phải được từ bỏ. Tức là đoạn tận năm cái hạ phần rồi, nó thay thế trong cái năm tự phần. Năm tự phần phải từ bỏ. Năm tự phần từ bỏ rồi thì vị đó phải quân hạ tập, phải hàm dưỡng năm pháp tinh tấn niệm định huệ, mà đồng thời phải có khả năng tháo gỡ những năm cái vướng pháp khác. Một cái minh họa tôi rất là cô động, và tuy là những ẩn số nhưng mà vị thiên hiểu rất rõ, hiểu rất nhanh,
Và dĩ nhiên là chúng ta nhờ vào sự giải để hiểu được điều này. Tuy nhiên từ đó cho chúng ta một cái nhìn rất là lợi lạc về cái hành trình mà gọi là đáo biển ngạn, là đến được bờ bên kia. Nói là đáo biển ngạn đến được bờ bên kia, nhưng mà trước khi đến bờ bên kia là phải vượt qua cái dòng chảy. Và chúng ta nhớ rằng trong sự tu tập không phải chỉ có thành tựu, chỉ có đạt được, mà còn phải có sự buông bỏ. Không có buông bỏ thì khoan nhớ đến thành đạt. Cũng giống như là con người mình mình muốn có cái gì thêm là mình cứ chạy ra chợ mình gom trên về nhà, chỉ có thêm chút giờ bớt, thì cái đó là cái quan niệm phàm phu của chúng ta. Nhưng mà con người mình muốn tốt hơn thì không phải chỉ đạt đến học điều tốt mà còn phải bỏ được những cái điều xấu nữa. Thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ có lớp dạy trung bộ. Kính đảnh lễ tri công đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lâm thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con tụng lời tinh hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mật giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cấp bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yang kim chik pusala kamang kata pangiri.